Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Và hôm nay là một ngày cuối tuần rất rất là đặc biệt. Tại sao đặc biệt? Là mùa xuân của Nhật Bản. Mà mùa xuân Nhật Bản có cái gì? Có hoa anh đào. Hoa anh đào chỉ nở một năm một lần. Và hôm nay vợ chồng mình sẽ đi xem, đi theo mình nào. Thì như các bạn cũng đã biết, hoa anh đào là một loại hoa tượng trưng cho đất nước Nhật Bản. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần và một ngày trời nắng rất là đẹp, nên vợ chồng mình sẽ tranh thủ đi xem hoa anh đào ở gần nhà mình. Đây là cái quang cảnh gần nhà mình. Đấy, thì hôm nay hai đứa mặc đồ trời ấm rồi, mặc đồ rất là thích, ra đường sửa soạn và đi ngắm hoa anh đào. Thì nói sơ qua về hoa anh đào là một loại hoa một năm chỉ nở một lần, và một lần nó đẹp nhất chỉ đúng một tuần thôi, sau một tuần hoặc là một tuần hơn gì đó thì hoa anh đào sẽ rụng và không còn đẹp nữa. Vì vậy người Nhật và kể cả những người Việt Nam hoặc là người nước ngoài đang lao động và làm việc tại Nhật Bản thì người ta cũng sẽ hưởng ứng, thì người ta sẽ đi xem hoa anh đào, cùng ngồi dưới tán hoa anh đào, ăn uống, hát hò, chơi đùa như người Nhật vậy. Thì thời tiết hôm nay rất 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 là đẹp nên vợ chồng mình quyết định đi chơi, đi xem hoa vậy thôi. Chỗ này thì gần nhà mình, tụi mình đi bộ ra là tới, cũng không cần phải đi xe. Thì nói về hoa anh đào thì ở nước Nhật nó được mệnh danh nó là xứ sở hoa anh đào, thì các bạn cũng đã biết rồi. Khắp khắp nơi ở nước Nhật, mọi ngóc ngách, bệnh viện, nhà máy, đường đi, mọi nơi đều có hoa anh đào, đi đâu cũng thấy hoa anh đào cả. Và lúc mà nó nở rộ lên thì là ngợp trời luôn, rất rất là choáng ngợp luôn. Thì cũng gần tới rồi, các bạn sẽ xem. Đấy, đây là chỗ cái con sông gần nhà mình. Nhà mình thì gần một cái ven sông Ikawadani thuộc thành phố Kobe. Thì đây là hoa anh đào, là hoa sakura biểu tượng của Nhật Bản nè. Thì trong lúc xem hoa đào thì mình gặp một cái bác dắt thú cưng như là dắt chó đi dạo hoa anh đào. Thì cô thấy tụi mình chụp hình đồ nên cô cũng vui và cô bắt chuyện, nói chuyện với tụi mình, vợ chồng mình. Cô nói tiếng Nhật cũng khá là dễ nghe, vì vậy vợ chồng mình cũng hàn huyên một đội rất là lâu, nói về mọi thứ, về công việc của người Việt Nam bên này đang mùa dịch có về được hay không, ở đây có nhiều người nước ngoài sống như thế nào, và bây giờ đang mùa dịch thì người Việt Nam bên này có ổn hay không, người Nhật cũng có ổn hay không. Thì nói chuyện rất là nhiều thứ.仕事なくなったら住むとこもね。そうですね。はい。家賃とか、電気代とか、いろいろなお金めちゃかかります。はい。よく日本語。はい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 。は
はい、ドキドキお散歩されてて、はい、朝と夕方とトライス2回、はい、あ、はい、
2回ですね。 Còn đây là một cái chỗ khác của cái khúc sông gần nhà mình, cũng là một cái khúc sông Hoa Anh Đào. Và đây là buổi chiều lúc mình làm về, thì mình ghé, mình quay và mình ghép vào cái clip này luôn cho các bạn xem. Thì lúc này thì hoa nó đã nở rộ rồi nè. Đó, mình up clip này thì lúc này thì là hoa nó đã nở rộ như vậy. Rất là đẹp luôn. Tranh thủ chạy làm về lúc còn nắng để quay được những cái thước phim cực kỳ đẹp này cho các bạn xem, cho gia đình xem, ở Việt Nam xem, cho mọi người chưa qua Nhật biết được hoa anh đào bên Nhật thực sự là nó đẹp như thế nào. Và đây cũng là một, đây là mùa hoa anh đào đầu tiên của vợ mình, nên vợ mình rất là thích. Đặc biệt vợ mình là một người mê hoa, nên nhìn những hoa anh đào này không thể mà kìm được cảm xúc. Đây là cái con đường lúc vợ chồng mình lại về, mình về buổi chiều tối rồi, các bạn thấy trời tối rồi không? Nhưng mà có đặc biệt một cái là mình quay cho các bạn xem cái cống của Nhật Bản, cống rãnh ở Nhật Bản, cái kênh rãnh Nhật Bản rất là sạch sẽ và có hoa anh đào rơi. Mình cảm giác thật sự rất là đẹp. Đây là hoa anh đào nó nở rộp bên đường đi luôn, bên phải là làn xe cho ô tô và bên trái là một dãy hoa anh đào. Ở đâu trên nước Nhật bây giờ hoa anh đào đều rất là đẹp. Tin mình đi. Cánh hoa anh đào rất là mỏng, vì vậy nên á, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ thôi là nó sẽ rụng. Vì vậy á, hoa anh đào thì nó chỉ tồn tại trong vòng một tuần là đẹp nhất thôi. Qua cái tuần đó thì nó sẽ rụng dần và không có còn đẹp nữa. Đây là chỗ gần nhà mình, cũng là con sông Ikawadani luôn. Thì vợ chồng mình xuống chỗ này chơi một tí rồi về. Khung cảnh rất là bình yên và rất là đẹp. Mình cực kỳ thích khung cảnh ở Nhật Bản, dù bất cứ nơi đâu. Mà nếu là các bạn thì mình tin các bạn cũng sẽ thích cái khung cảnh này ở Nhật Bản. Mọi thứ đều rất là thiên nhiên và sạch sẽ. Cũng nói thêm là qua mùa đông rồi, thì mùa đông nó kéo dài 4-5 tháng lận, rất là lạnh, nên bây giờ thời tiết rất là ấm lên rồi, nên có thể mặc được những cái đồ mình thích ra ngoài đường mà không phải mặc thêm bất cứ áo khoác áo lạnh gì như mùa đông nữa, nên thật sự rất là vui. Cảm thấy thời tiết lúc này là thời tiết đẹp nhất của Nhật Bản trong năm. Clip này có vẻ hơi dài, vlog này cũng có vẻ hơi dài, nhưng mình nghĩ thì đây là cuộc sống của những người xa quê hương như tụi mình. Quay lên để cho gia đình, bạn bè ở Việt Nam hay là những người chưa qua Nhật xem được và cảm thấy có động lực để muốn thực hiện ước mơ của mình ở một nơi khác ngoài Việt Nam, hoặc là để đi trải nghiệm, hoặc đi du lịch, thích đi du lịch giống như là vợ chồng mình, xem và có thể hình dung rõ nét hơn về cuộc sống ở bên này, về thời tiết, về cuộc sống, về con người ở Nhật Bản, về món ăn ở Nhật Bản. Mình tin sẽ là hữu ích. Thì một ngày xem hoa anh đào ở Nhật Bản đã xong. Vợ chồng mình ngồi chỗ này
Phía này sau là một rừng hoa anh đào rất là đẹp, nhâm nhi một vài cái bánh mang theo và nói chuyện hoàn huyên với nhau và đi về. Vậy thôi, cuộc sống vợ chồng mình là những chuỗi ngày trải nghiệm, và mình tin nó là những cái trải nghiệm vô cùng quý giá. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của vợ chồng mình. Hẹn gặp lại.